Chào cô, khỏe không cô? Dạ. Dạ. Rồi bán được không? Được, bán lại gà được. Dạ. Bây giờ trả nè. Có tay nhuyễn nữa trời. Nói ngày nào bà thấy đẹp lắm mà. Dạ có thấy bà lắm rồi mà. Thấy mà hồi nãy vô qua thấy mà. Mà bữa nay hên vô đây hả? Dạ, bữa nay hên vô đây. Bây giờ hết mùng 5 tháng 5 mà cũng bán luôn hả? Đây, thay vì mà đi đi tập thể dục thì cái này là đi bán có tinh thần đi bộ. Dưa hấu bao ngon luôn nha. À, gốc gốc mà dưa hấu này đâu vậy anh? Bến Tre. Bến Tre luôn nha. Nè ông sắt ra nè, thấy chưa? Ôi. Vlog trở Việt Nam mang niềm vui đến mọi nhà. Trước mặt của chú chị đó là cái chợ Bến Đò Giải Phóng Chính, người ta còn gọi là chợ Vĩnh Thanh. Bên kia quý vị nha, là nó sẽ ôm cua từ bên dốc này nè, ôm cua bên kia. Người ta gọi chợ Bến Đò Giải Phóng Chính cũng đúng, bởi vì đây là Bến Đò Giải Phóng Chính, là theo cái dân gian ta hay gọi. Thưa quý vị, và Bến Đò này có một điều đặc biệt là nó có đi qua nhiều ngã khác nhau, và Trung cũng xin giới thiệu một xíu nha quý vị nha. Nếu đi thẳng ra đây, đi thẳng ra sẽ là đường mặt cũ của thành phố Rạch Giá. Rồi ở đây thì nó có hai chuyến đò như này song song đó nè quý vị. Chuyến đò bên kia, phía bên kia xa kia thì sẽ đi qua bên bên phía xa kia là đường Huỳnh Tấn Phát, cũng là đi trong thành phố Rạch Giá luôn, nhưng mà từ bắc đây đi bắc qua thì nó sẽ rất nhanh hơn. Bà con mình không phải đi vòng qua miếng bên kia. Còn cái chuyến đò kia còn một đường nữa quý vị nha. Còn một bến nữa là bến bên kia nè. Bến bên kia sẽ đi qua bên cái xóm Dãy Ốc quý vị. Nếu đúng đi thẳng qua bên đó là sẽ qua nhà ông chú Tư Dễ. Mà vừa rồi thời gian vừa qua một số bà con, nhiều bà con cũng đang quan tâm tới nhà chú, họ thăm đường đi nhà chú. Còn chuyến đò này sẽ đi qua bên kia. Đó, bên kia có một chuyến đó. Bên kia là đi qua ở Phi Thông, sẽ đi qua chợ Phi Thông, rồi đi thẳng qua tới Thoại Sơn, Long Xuyên luôn. Hiện tại thì con sông này không có lớn lắm, tuy nhiên là những chuyến đò này cũng đã tồn tại từ rất là lâu rồi, cho đến bây giờ luôn thưa quý vị. Mình nghĩ là nếu như có một cái nhà đầu tư nào đó qua đầu tư thì mình nghĩ là những chuyến đò này sẽ thay bằng những cây cầu để bắc qua sông này, bởi vì là sông không có dài lắm thưa quý vị, nó đơn giản nhưng mà vẫn đang tồn tại. Thì bây giờ tồn tại thì Trung mới có cơ hội để mà làm những clip thế này, để bà con mình xa xưa có thể là gợi nhớ cho bà con ở xa quê hương. Đây thưa quý vị, bây giờ Trung sẽ đi vô chợ để cho bà con mình có thể là nhìn lại chợ Bến Đò Giải Phóng Chính cũng như là chợ Vĩnh Thanh một chút xíu. Đây là cái trạm để qua lại và bà con mình thu tiền tại đây.
Dạ. Rồi ở đây thì có mấy cô gái gì Nhật Bản hả? Ui trời ơi, mặc đồ nước nào vậy em? Nước nào vậy? Nhật Bản, Nhật Bản hả? Ờ, Nhật Bản giờ mắc in ở Việt Nam đúng không? Đây là công nghệ Nhật Bản mà sản xuất tại Việt Nam. Họ bán nhân mũi hả? À, cô gái, à, chàng trai chúng tôi đang nâng cao khả năng đứng từ Nhật Bản. Em trai có chăn mũi ở Nhật Bản hả? Dạ đúng rồi. Mua mà nó bán lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Đã hợp với mũi cũ mà về về của mình rồi. Ồ vậy hả? Đây là loại mới. Đây là loại mới. Dạ. À đúng ra là bán hàng có xem link cho thử coi mũi chết không chứ. Phải không? Em mũi này thì em chờ nó chết. Dạ. Đó phải có những con mũi đây để thí nghiệm. Dạ. À nhân tốt. Đúng quá vậy. Ông Nhật Bản không tốt chứ được. Đó. Dạ. À thưa quý vị, bây giờ à, chồng có cho vui thôi. Bây giờ chung sẽ đi vô chút cái chợ này. Chợ này là chợ Bến Đò và Phong Chính. À, chợ này thì nằm ở giáp danh bên bên hông một cái bờ sông như vậy, quý vị. Bên một cái bờ sông như vậy á, thì có nhiều bà con của mình là bán ở đây. À bán được không chị? Dạ. Lai Rai hả? Dạ. À đây thưa quý vị. À cá nha. Đó. Cá lóc nè. Wow. Cá này cá lóc nuôi hay đồng hả chị? Nuôi hả? Dạ. À, cá lóc nuôi quý vị. Nhìn nó to hơn so với bình thường. Đó, rồi à, bên trong này hôm nay có vẻ như chợ vắng nha. Chợ vắng hơn bình thường không quý vị? Chào cô, khỏe không cô? Dạ. À, rồi bán được không? Được, bán lai gai được. Dạ. Bán chi bán chả thôi hả? Bán cá chả. Dạ. Bán lai gai. Bán thứ một thôi. À chả cá gì đây? Cá ảo. Cá ảo, đa số mình bán cá ảo chính ha. Thấy dạ bà con mình hay bán cá ảo. Đây làm là mình giao vị tại chỗ luôn cô ha. Đó, tôi làm giao vị tại chỗ luôn. Rồi, bỏ luôn cân. Đấy. Hôm nay có phải nhìn chợ vắng hơn mấy bữa hay sao cô? Sao? Chợ có vắng không hơn mấy bữa không mà sao nhìn thấy vắng người quá vậy? Ờ, cái hồi dịch tới giờ là vắng vậy đó. Chứ mùa lần đông lắm đó. Dạ. Ờ, rồi dịch tới giờ sao mà vắng khách quá à. Bán bằng mỗi lần. Dạ. Không mà chắc thế là mỗi lần bán là lai ra đỡ, chút này bán phải có tiền góp. Bị gấp. Vắng khách quá có tiền góp đó. Góp là sao? Người ta cho mình mượn mình góp lại. À dạ. Yeah. Đóng giấy phải dùng. Vậy giấy gì vậy? À giấy cho vay hả? À giấy vậy. Đây thưa quý vị một đống giấy đây. Bán mà bỏ biết nhiêu rồi đó. À. Nè. Vậy là nó nhìn tình hình nó biết là nó đưa qua đây là hợp lý không? Nó gãi tùm lum tùm la dụng đóng đóng. Dạ. Nó biết khách hàng đây là cần thiết về cái vụ góp. À. Qua nè. Bỏ giò chả nè. Đó có tay nhuyễn cái trời. Nói ngày nào bà lại đẹp lắm qua mà. Dạ có thấy vô lắm rồi mà. Ừ, thấy mà hồi nãy vô qua thấy mà. Mà dạ không quan trọng. Sáu đẹp quan trọng có duyên. Nè có giò nãy chưa, giò nhuyễn luôn á. Gì nè ăn bán ta nó dễ. Dạ hả, ta không có thời gian ta nhồi á. À mình nhồi như vậy chứ dễ bán hơn hả? Dễ bán như cái đây là chưa nhồi phải không? Chưa, mình nêm nếm nè đồ nè, nêm sẵn luôn là về người ta chỉ làm thôi. Ờ người ta về đem về người ta ăn. Dạ sướng quá gì nữa. Bà ơi, tiếp ngon, bà ơi. Ký là cô có bán bao nhiêu? 130. Rẻ. Rẻ ra ngoài 150 mà nó không được giàu gì đâu. Để gì? Dạ, nói chung mấy chợ bán vậy để cố gắng để có khách đi cô ha. Ừ. Ráng cố gắng. Cô khách. Dạ. Chúc cô bán đắt luôn nha. Cảm ơn nha cậu. À đây quý vị, cái chợ mình thì nó cũng nhỏ nhỏ. Chợ là chợ Vinh Thanh đúng không con?
bến đò Giải Phóng chính luôn. Tại là cái chợ nằm ngay bến đò. Rồi ở đây thì có cô làm cá nè. Cá là cá gì cô? Cá lồng tông mà. Cá lồng tông là cá nhỏ 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 vậy hả? Cá này về mà làm gì được? Cái này em đi xịt. Đi xịt á hả? Dạ. Mình xịt ra có đủ thứ cá, chắc có lớn, cá lớn có luôn cô ha. Dạ, có đủ thứ chứ mà bữa nay thách rồi. À, bữa nay được có nhiều đó đó. Bữa nay đã đi đánh ít hay nè. Dạ. Mình ở đâu? Hình như là chị có ông chồng nó phải không? Dạ, ông chồng dạ. Cũng đi bắt phải không? Dạ. Rồi đem ra bán, hôm nay chồng không có đi hả? Ít đồ ổng ở nhà. Dạ. Ít quá là con mình chị bán luôn cái gì. Lỗ xăng rồi ổng nhà. Dạ. Bên kia qua xa không? Gần đó hả? Tính đồ đó kìa. Dạ. Trong này có cá rô luôn hả? Dạ. Cá rô này là mới bắt luôn anh chị. Đúng rồi. Vậy là gọi là cá rô đồng rồi. Cá rô đồng được mấy con. Rô đồng hơn cái bự quá ha. Rô phi. Rô phi. Này rô đồng mình được. Đồng nè. Ủa nhưng mà có phải có phi kia có phải mình bắt dưới sông không? Dạ, dưới sông không đó, cá thiên nhiên. Vậy là cá thiên nhiên. Đây mình có nhớ chỗ chị này là chỉ bán mấy cá thiên nhiên này, đợt trước có hai vợ chồng. Dạ. Bán ngồi dưới đây luôn nè. Dạ. Ở vị trí này nè. Đồ ổng ở nhà. Hôm nay là bán đi đi bắt cái nhiều không? Có ngày hôm qua để đỡ, hôm nay thắt quá trời. Dạ. Thắt quá trời. Nó dịch bệnh xong còn thắt nữa. Thắt rồi. Thắt bát luôn. Khổ vậy đây. Rồi hy vọng rằng sắp tới ổng đi ông bắt nhiều lên nha chị nha. Dạ. Ở đây có tép này, hôm trước là này có máy quầy luôn á, mình nay cô kia không bán ha. Dạ, trốn dịch hết trơn rồi. Tôm tép ngon quá trời luôn nè. Đó. Dạ. Dạ tép ngoài bự đúng rồi đúng rồi. Đây tép bự nè. Còn xin giới thiệu, theo một sự giới thiệu của cô kia là chị này chị đẹp. Phải chị đẹp không? Chị Hương. À chị Hương đẹp. Chị Hương bán tép. À đây quý vị. Bán được không chị Hương? Ế quá hả? Dạ. Trời giờ từ lúc dịch giờ là ế dữ lắm luôn. Dạ đúng rồi. Ông, ông nhìn nó vắng quá ha. Đây quý vị thấy không, vắng que luôn á. Là người ta đi chừng 20 giờ chừng 10 không có. Dạ. Đó, giờ người ta giờ này là y xèo ha. Dạ đúng rồi, dạ, đúng rồi. Giờ này vắng tanh vậy. Đúng rồi, giờ này đúng là y xèo mà đúng đó chứ. Giờ này vắng tanh luôn nè. Vắng dữ lắm luôn. Dạ. Này có biến tại chợ. Dạ. Khổ quá, hy vọng là sắp tới bà con mình biết quay lại chợ mua chị ha. Dạ. Tôi biết có chợ không, không đúng nhìn vô là không nhìn ra chợ, tại vì ngay bến đò chị ta đi lên không à, không thấy cái này tôi biết là giống như kia một vài ván quán à, không biết ra số ta đi thẳng qua kia mà. Rồi chúc băng đất luôn chị nha. Dạ. Chợ bến đò và Giải Phóng chính bán khá là ít ở đây quý vị, ít lắm, không có nhiều lắm quý vị ha. Nè cá nè đấy, rồi bán xoài luôn nè, bán hê lắm anh ơi. Ôi thang từ bằng đầu qua bằng cuối đây. Bán ế quá anh ơi. Dạ bữa bán nhiều lắm mà nó ế quá, không biết cho bán đồ cù còn cái đỉnh bán cho nó hết. Dạ bán đây chợ gì chợ nó, hôm nay mình nhìn thấy bất ngờ luôn á, không nghĩ tới hôm nay chợ nó vắng như vậy. Dạ. Bên kia cũng còn có một số bà con bán đó kìa. Nhưng mà chợ chậm quá, bên này cá cũng ngon quá chị nha. Cá đối nè, cũng tươi ngon luôn đó chứ bộ. Đó, cá này cá gì chị? Cá lạc. Cá lạc hả? Cá lạc này quý vị. Cá lạc này là cá biển đúng không chị hả? Cá biển là cá biển không à. Mà do chợ thì hơi bị vắng. Chợ vắng thì bà con mình cũng không được thoải mái. Cảm ơn chị nha.
đó. Rồi ở đây bắn mấy cá nhìn đã không, ngon ngon trời. Cái đầu đầu cá là cá gì cô? Cá cá tra hả? Cá cam, cá cam hả? Dạ. Cá bà sa đây. À. Nó quy một quầy mâm luôn chứ bộ. Cách trưng bày rất là chuyên nghiệp đó nha. Nhìn cái trưng bày chuyên nghiệp lắm đấy. Bán được không không chị? Hả? Bán được không? Ừ, dạ cũng ra ra. Cũng có thể là cách trưng bày của gì có làm cho người ta khách ta tới đây thì ta cũng muốn game mua. Khách mua gì mua đấy mình để cho nó đâu đó đằng ngoài. Ừ. Dụ như là gà nè, đó để riêng lên nè. Ủa cá này cái kia chứ để riêng nè, nhưng mà cách sắp xếp đẹp và nó cảm giác là cá được tươi ngon á, được nó lạnh á, nó giữ được độ tươi của nó. Rồi cảm ơn chị nha, chúc đắt luôn. Đây quầy rau, đây món hàng thiết yếu. Ô bên đây có bánh chạm luôn kìa. Rồi. Bán mình năm xuống tháng luôn. Có hay chờ bán chợ đây không? À, ít vô đây lắm, lâu mới vô một lần. Dạ bên đây hả? Bán cùng mai nhiều. À, bên đây hơn vô đây hả? Dạ, bên đây hơn vô đây. Bên hết vùng 5 tháng 5 mà cũng bán luôn hả? Tại vì á, kiểu như ta gói hoài cho mình bán hoài luôn. Ồ. Dạ. Tức là không phải ngày mùng 5. Dạ, phải đợi ngày mùng 5 mới bán. Sắp tới là tới ngày Thanh Minh phải không? Thanh Minh là có bán bánh chạng nhiều không? Ta dùng bánh chạng nhiều không? Nhiều. Ở đây là tới mùng 5 tháng 5 là dùng này là bánh chạng thôi. Dạ, coi bánh chạng có gì? Dạ. Bánh chạng là bán bao nhiêu chục? Dạ 30 ngàn chục. 30 ngàn chục hả? Dạ. Hình như là tới ngày mùng 5 tháng 5 là bán cao hơn phải không? 50 ngàn luôn. Dạ. Ồ, như vậy là nếu mà muốn muốn ăn bây giờ thì nó rẻ hơn đúng không? Dạ, ăn bây giờ rẻ hơn. Đây bánh chạng có gì? Dạ. Họ mua ủng hộ anh chục đi. Dạ. Dạ. Đây, chất lượng có như mùng 5 tháng 5 không? Bán. À không, chỉ là ngon hơn. Ngon hơn chứ. Dạ. Đúng, nó vậy thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là nó chất lượng hơn nè. Chất lượng hơn mùng 5 tháng 5. Bánh này hiện tại bây giờ là người ta đặt nhiều lắm. Người đặt nhiều lắm. À, bà đi chợ này chợ kia. Dạ, đi theo đường đó đâu ấy à. Đi tùm lum hết. Theo đường gì? Rồi đi qua chợ này nữa. À, đi dài dài dọc đường. Dạ, đi về. Bọc qua chợ 34. Ồ, dạ. Đi tùm lum hết. Bán chừng nào hết thì đi về. Dạ. Dạ, gửi tiền. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Không đi chợ chợ, đi bộ đi xe vậy? Đi bộ không à. Ôi rồi ôi. Ủa nhiều nhà ở đâu? Nhà trên cầu số 1, lộ Liên Hương. Cầu số 1, lộ Liên Hương mà đi vòng vòng chợ này chợ kia bán luôn hả? Một ngày bán bao nhiêu chục vậy? À, một ngày là bán 150 bánh. Một buổi sáng thôi. Ừ. 9 giờ 10 giờ là hết rồi. Dạ. Ừ. 150 bánh là lời được nhiều không? Dạ đúng 100 ngàn. Ồ, dạ không được. Đủ sống buổi sáng. Không chừng ví dụ đi bộ thế này là có thêm sức khỏe luôn á. Dạ. Đúng không? Dạ. Tập thể dục. Mỗi lần thì có khi thì tự gói bánh tét đi bộ không à? Dạ. Không có biết chạy xe. Dạ. Đây thay vì mà đi đi tập thể dục thì cái này là đi bán có tinh thần nó đi bộ. Chạy chợ. Rồi chúc cô bán đắt luôn nha. Dạ. Dạ. Đây cái chợ nằm ở trong này. Úp cá nè quý vị, à, nhìn hấp dẫn chưa? À, úp ghẹ luôn nha. Ôi, ổ gì vậy? Ổ này ổ gì chị? Ổ giường hả? Dạ. Ồ. Đây nè. Ổ giường nè. Là ở nhà hái luôn hả? Nhà bà cô, dạ. À, xong hái là bán. Dạ. Bán chung cái này luôn. Dạ. Ồ, oh, dạ.
có vườn nha. Đa số mấy chợ nhỏ nhỏ như này là bán mấy đồ vườn không là chính thôi. Ở chợ này bán đóng thuế nhiều không? Đã đóng thuế nhà, Nguyễn bán một ngày thì 10.000 chỗ. 10.000. Dạ. À 10.000 chỗ. 3 triệu. Ồ vậy hả? Dạ. Mình đóng ngày ha. Dạ, đóng ngày. Là mỗi ngày ta ra lại góp. Dạ. Ồ. Nếu bữa nào không bán thì không góp. Dạ. Ồ dạ, cũng hay nha. Có 10.000 à. Dạ. Dạ. Đâu vậy, tính ra cái chợ nhỏ thế này thì đóng tiền thuế cũng rẻ. À, chỗ thì giá rẻ. Đây. Bán nhìn ngon quá, ớt ở chỗ ngon quá. Đó, bông điên điển. Bông điên điển mình phải lặt ra vậy nữa chị. Mình lặt ra bên bông điển đó hả? Ồ. Đây điên điển vậy. Ở dưới miền Tây mới có mấy món này nha. À, bông điên điển rồi cái rau. Dạ. Yeah. Bán được không chị? Bán chậm, bán lại chậm. Dạ. À thường thì đó tụi nó hơi bị chậm quý vị nha, hơi bị chậm. Cái chợ này là từ trước tới sau chậm hết. Hy vọng bán được chị nha. Đây, dưa hấu bao ngon luôn nha. Ồ. À làm thơm luôn nha. Dưa hấu ở đâu vậy anh? Dưa hấu là sỏi. Rạch sỏi hả? Là rạch sỏi trồng hay là rạch sỏi tới đây? Rạch sỏi thì tới đây. Ồ, dạ. Không sao không bán chợ rạch sỏi. À, gốc gốc mà dưa hấu này đâu vậy anh? Bến Tre. Ồ, Bến Tre luôn nha. Này, ông sắt ra nè, thấy chưa? Ôi. Này, dưa hấu là bán nhiêu ký? 10.000. 10.000 ký hả? Dạ. Việt Nam á. Việt Nam. Đô không biết. Ông xài thì đô không biết. Dạ. Ông xài đâu không biết. Đây 10.000 một ký. À, dưa hấu nhìn ngon quá quý vị. Cái mùa này dưa hấu bắt đầu nó giảm giá xuống nhiều lắm. Chứ bình thường thì giá tệ nhất phải 12.000, bây giờ là 10.000 rẻ. Thậm chí có chỗ là rẻ nữa. Đó, đang mùa giá rẻ. Đây. Bán đầu chợ vậy anh ha? Rồi chút đi chợ khác không? Không, chạy vòng vòng cái shop rồi. Ồ, dạ. Đậu đây chút đi rồi. Dạ. Yeah. Nãy giờ thì đi quay, bà con mình cũng than quá chưa than luôn rồi. Qua cái dịch Covid. À, rồi tình hình cũng khó khăn hơn. Bà con đi chợ ít hơn nữa. Nên ở chợ này thì hơi bị vắng quý vị. Cái số người người bán cũng như vậy thì cũng bị giảm dần ra. Nó không còn nhiều. Ở đây thì có cái quầy thịt quý vị nha. À, nếu chúng ta quẹo phải bên này thì sẽ ra ngay bến đò. Còn hôm nay mình quẹo trái này là sẽ đi ra ngay chỗ cái khu ra đường mặt cũ thưa quý vị nha. Đến đây thì Trung cũng xin khép lại video đến đây luôn. Chợ hôm nay là khá là vắng và hy vọng rằng là sắp tới chợ cũng sẽ được bán đông đảo hơn để cho bà con mình có thể có cuộc sống tốt hơn thưa quý vị. Trung xin kết thúc clip đây. Cảm ơn quý chú anh chị. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé nha. Chào tạm biệt khách. Chào tạm biệt.